Rồi chào các bạn. Hiện tại bây giờ là Tiết với mẹ đang ở Home Depot ở gần nhà, đi vô đây để mua mấy cái cây về nhà trồng á các bạn. Nhưng mà mình phải xếp hàng rất là dài, nó có cái khoảng cách đó, mỗi người là 6 feet. Đó, giờ mẹ đang đứng mẹ đang đứng tưới đằng sau nè, mình đeo bao tay nè các bạn thấy không, bịt khẩu trang, đeo mắt kiến luôn. Chỉ có cái là không bận áo lạnh bữa nay tại trời hơi mát. Đó, bây giờ Tiết sẽ quay cái phần trước cho các bạn coi, cái phần trước người ta xếp hàng nha. Đó, cái này là ở Home Depot. Đông quá trời đông luôn mà con đi cũng nhiều ghê. Đó. Bây giờ hiện tại là Tiết thấy người nước ngoài người ta đeo khẩu trang rất là nhiều. Và cũng có một số người người ta đeo bao tay giống mình luôn. Đó. Giờ hầu như là ai cũng đeo khẩu trang hết. Bữa nay trời mát nắng đã. Thì Home Depot là cái chỗ bán cây cối, những cái dụng cụ trong nhà. Nên mình cần những cái gì trong nhà cửa, mọi người hay vô đây mua. Với lại ở lô cũng có nữa. Mà bây giờ là gia đình Tiết sẽ đi tới Home Depot trước. Xong rồi để coi nếu mình kiếm được cái cây mình thích thì mình mua. Còn không thì mình sẽ đi qua đây một chỗ khác nữa. Từ xa xa là thấy một anh đang đi tới nè các bạn. Bịt khẩu trang luôn để mình phỏng vấn anh thôi. Hello anh yêu. Hello anh yêu, đeo khẩu trang, đeo bao tay vô anh yêu. Đeo, không kiến anh yêu đâu. Hả? Anh mới nói chuyện gì với cái ông đẳng vậy? Anh hỏi ổng thì mày có thể cho tao biết là tao có vợ và mẹ đi chung và hai người đã xếp hàng rồi, tao có cần phải xếp hàng luôn nữa không hay là tao có thể đứng với vợ đâu? À, nó nói tao mày đứng với vợ mày đi. Không cho đứng thì tôi kiện á ở đó. Vậy? Anh nghĩ tới đây mà nó không cho anh đứng, nó bắt anh phải social distance với em, anh hôn em cái để chứng minh là hai tụi tao khỏi cần social distance. Ờ, đeo bao tay này các bạn ghê không? À. Nhưng mà cái mình thấy rất là nhiều hình ảnh ở trên internet á và Facebook post á là cũng đúng là có nhiều người nó rất là không có biết điều á, dục mà bao tay đầy hết trơn ở trong parking lot á. Ờ nha. Bây giờ người bắt được là phạt đó, bữa lên đi rồi đó. Thật sự ra bắt được nhưng đâu có cảnh sát đâu có rảnh để mà đi vòng vòng để coi đó. Có nhiều người nước ngoài đó, họ rất là bự con, cái khuôn mặt họ rất là bự, cho nên cái cách họ đeo khẩu trang nó không có đúng, là bởi vì một cái khẩu trang nó không thể nào nó có thể coi như là mà ai cũng mang được, không phải vậy. Cái người lớn người nhỏ nó khác nhau, thì mấy người ta mang cái khẩu trang nó chút xíu à, chỉ vừa bịt cái chút xíu chỗ này với lỗ mũi à, tại người ta bự con quá đó, mặt người ta bự quá đó, cái chút xíu à. Cho nên thật sự mang để cho có lợi chứ cũng không giúp được cái gì cho bản thân cái người mang. Mình mới nói với ổng là mình có một cái family. Mình có một cái family, mình là ba người.
thì ông kêu mình phải đợi, là ông sẽ cho ông đếm ba người đi ra. Ông mới cho mình ba người vô. Ba người đi ra thì sẽ mình ông mới cho ba người mình đi vô. Trời ơi, đi mua đồ mà thấy mắc mệt. Có nghĩa là người ta hạn chế cái sự đông đúc ở trong chợ, trong tiệm. Ba người ra là ba người vô. Đó, nãy giờ rồi đó. Đó, nãy giờ là bốn người ra và ba người vô. Rồi giờ vô đây rồi nè các bạn, giờ mình sẽ quay. Giờ mình sẽ tiến thẳng tới hàng bán bông. Giờ đem kiến không thấy đường. Đem kiến ra. Anh cần đi mua cái đồ và cái ống cho cái nước. Ống cho cái nước là gì? Cái ống nước á. Ô bông li li. Đã ha. Mua vậy nè, bảy loại cái tập. Nó nè, thấy chưa? Đẹp không mẹ ha? Mấy trăm mà. Nó sạch. Mình có đồ đựng luôn. Góc này nhìn nó sạch. Ừ. Vào để quay bông cho các bạn coi. Chỗ này là chỗ bán bông nha các bạn. Đây là bông lily. Nhà mình có lily rồi nên mình không mua bông lily. Ở tulip mình cũng có rồi luôn. Anh bây giờ là em nghĩ một đáy hột trễ, giờ mình chỉ mua cây mình ghim xuống loi không. Đó mẹ, mấy cây nho rừng rồi nè mẹ. Cây nho, đó những cái hình đó là những cái đó là mình trồng không á. Thôi trong củ hành, trời củ hành để ở ngoài chợ mẹ. Mẹ mấy bông này đẹp quá trời. Mẹ lựa đi mẹ thích gì mẹ lấy đi. Cái này là gì, hộp hả? Hộp không à. Giờ cho hộp lên đó. Không biết. Sao chỗ này bắn bông ít quá ta? Anh chỗ này mà thấy bắn bông ít quá anh. Hả? Đi xuống dưới kia nữa anh. Nó không có bán nguyên cây giống như Home Depot mấy chỗ kia ha. Ở ngoài đường. Yeah yeah. Wow, quá nhiều luôn. Anh mua bông hộp giống bông bông sunflower đi. Bông bông dương á. Cái này hướng dương để nó lên cao lắm. Này nó lên lú hơi tầm tầm nha mẹ. Mẹ thích cái nào mẹ lấy đi mẹ. Mẹ thấy cái nào đẹp mẹ cứ lấy đi, về anh để anh rải thôi. Nhiều nhiều bông nó mới đẹp. Nhiều bông đủ màu luôn. Ồ cái em thích cái bông này nè anh. Nè, cái này nè. Cái cây dài dài này nè. Đó. Yes, lấy cái đó đi. Cái đó cắm rất là đẹp luôn. Lấy nhiều nhiều đi. Hai bịch đi, hai bịch đi. Đủ rồi vậy. Đủ hả? Mua bông màu trắng nha. Nè cái này cũng đẹp đó nè. Mấy bông này nó lú lên, nó lú trầu lên rồi. Ừ, lấy thêm bịch đó cho em. Đó, mấy bông màu trắng trắng đúng rồi đó, đẹp lắm á. Cái này hàng năm là nó lú lên, mình mua một lần vậy là tới rải xuống nó cứ lên nè, nó cứ lên. Biết rải đâu không? Rải ngay cái phần trước của cái thềm nhà mình á. Chỗ đó đang thiếu bông. Nó đẹp. Không giống nhau mẹ. Đủ màu, đủ bông. Nó giống nhau mà. Ở trong này nó để cái hình vậy cho mẹ thấy thôi. Đúng hả? Dạ, chứ còn trong nó giống nhau mà. Quá là đẹp luôn. Quá xá là đẹp luôn. Mẹ mẹ. Hả? Thôi mấy cái đó mắc quá. Nè mẹ, bông màu hồng nè. Nè cái bông là bông cẩm tú cầu nè các bạn. Nhà Tuyết là bông màu trắng với màu tím. Nó màu tím với nó pha chút xíu màu trắng. Còn này là bông màu hồng. Bây giờ mẹ mua là mẹ chứ bỏ xuống luôn là nó lên luôn. Nhưng mà ở nhà cũng có nhiều cây lắm rồi. Giờ chỉ cần mua bông màu trắng nữa thôi. Đó, bông lily màu trắng. Tulip nè, quá đẹp ha. Tulip nhà này nó lên quá trời. Mấy cái này trồng nè, cái cách thương xinh đẹp nè.
Bông lily màu trắng chưa có. Oh my god. Wow. Mùa này là mùa bông hoa nó nở mà. Mấy cái này mình mua về là mình đào đất mình nhét nó xuống thôi phải không anh? Mấy cái này là mẹ phải mua nó nguyên một bè vậy đó mẹ. Quay cho các bạn coi nha. Cận cảnh những vàng bông. Động bịch hả? Động bịch lấy đi. Cát gì mà đất gì mà có động bịch vậy trời. Đẹp quá mẹ. Mấy cái này mẹ trồng á, mẹ mua mẹ phải mua nguyên một dãy luôn á. Nó phải nhiều không chị á? Nó phải nhiều vậy nè. Là mẹ phải trồng thành một cái luống á mẹ. Hàng năm cái đó lên mình đâu có trồng nữa. Mẹ trồng thành một cái luống á. Trời ơi nó đẹp. Ồ cái này. Màu vàng á phải không? Ừ, mấy cái này để trước. Đó. Mày dỡ lên giùm con thử. Ủa cái chậu vô 8 đồng. Trời má ơi, một chậu mới lớn mà 8 đồng các bạn. 7 đồng 98. Mình trồng còn phải 10 chậu vậy mình mới thấy được cái màu của nó. Mắc ghê mẹ. Mắc quá. Thôi nghỉ. Nhiều lắm. Mẹ phải cần. Anh có đọc lộn không nha anh? Bởi vậy anh sợ đọc lộn nhưng mà không biết. Đất này nè các bạn, chỉ có 1 đồng 1 bịch thôi. Nè bán để chưa? Make sure you ask honey. Thì nó không phải đồng anh trả là hết. Nhưng mà vấn đề là mất công anh khiêng. Anh đâu khiêng chi đâu, còn nó khiêng đi chứ. Nó mất thực tích, nó mà nó đẩy lại. Nó bán nó trả đó đi. Các bạn thấy không? Người ta đề 1 đồng. Giá gốc quá là 11 đồng 97. Đó, bây giờ còn có 1 đồng thôi nên là quyết định sẽ mua 10 bọc. Xe chở không nổi mẹ ơi. Chờ. Thế biết sao bây giờ con trồng bông nè, con phải đào cái lớp đất phủ đi hết, con bỏ cái lớp đất mới vô thì nó mới mau lên được. Đất phủ nó bị dai nó không lên rồi. Hello các bạn, bây giờ là nhà Tiết ghé tới cái tiệm thứ nhì là tiệm Lô ở gần đó luôn. Giờ mình sẽ đi vô đây mình coi tiếp tục coi còn cái bông nào không. Mẹ chịu view muốn mua bông về trồng ngay cái chỗ của mẹ nên mẹ sẽ lựa cái bông mẹ thích để mẹ mua. Chỗ này đi ra thôi, không đi vô. Chỗ này bán bông cũng y như đằng kia. Coi cây ở đây chứ đi. Thì mẹ cứ lo coi bông của mẹ đi. Mẹ cứ mua đi, mẹ thích bông nào mẹ cứ mua đi.
kiếm chiếc xe đẩy mẹ. Và mỗi một chỗ người ta sẽ bán những cái loại bông khác nhau, có chỗ này có bông này, có chỗ này có bông kia vậy đó các bạn. Cái này cũng đẹp quá trời nè. Ừ. Anh cái này cũng đẹp quá anh hả? 20 đồng một chỗ bông. Nhưng mà anh nói anh có bông mai cho em rồi mà. Cây nhỏ xíu xíu. Ừ. Cây nhỏ, cái này bự hơn cái nhà anh có 2 lần. Nhưng mà nó cũng mau lên lắm chứ. Ừ, thì để trồng thôi. Cái nhà mình định dục nè, đó, giờ thấy không? Trời ơi, thấy ghê. Ô trái phía. Trái phía. Ô cái này cái phía nè, mua cái phía về trồng được. Cái này cái phía còn apple, bên đây là apple các bạn. Nhưng mà chắc Tiết không mua apple đâu. Tiết thích ăn trái lê hơn. Bên đây là cái phía. Ô cái cherry. Cái này cái plum. Trời ơi sao giờ cây nào cũng muốn mua hết mà không có chỗ trồng. Chết luôn, chết luôn. Quá nhiều rồi các bạn ơi, vui quá đi. Ồ, em muốn một cây cây pear. Quyết định trồng chỗ nào đi. Thì bây giờ bữa nay là mình sẽ đi coi trước các bạn. Nếu mà mình quyết định mình kiếm được cái chỗ mình trồng á thì đi với anh Đạt sẽ mướn một cái chiếc xe lớn, xong rồi mình mới đi tới đây mình mua để mình chở được những cái cây này, chứ hiện tại là không có xe để chở nên mình chỉ đi mình coi thôi. Đó, cây này cũng là cây apple với cây cherry. Anh với cherry em thấy cũng đẹp chứ bộ anh. Trong tất cả những mấy cái mình, nếu mình có thể chọn thì chỉ chọn cái lông thôi. Nhưng mà cái lông đâu có ai thích ăn đâu. Sao không? Em đâu có bị táo bón đâu mà anh kêu trồng cái lông hoài vậy. Bây giờ mình sẽ đi coi thôi các bạn, xong rồi mình về mình sẽ nghiên cứu coi tổng cộng là mình cần bao nhiêu cây để mình trồng. Phải trồng cái mà nó cứng á, chứ đừng trồng trái mềm. Cái đó thì chỉ có cái ông ở nhà cũ kia của mình không biết. Không, cái trái kia nó có trái thì mềm mèo, cái trái cứng ngắt á, trái cứng mới ngon. Còn hoa thì thấy chắc nhà thì chắc đủ rồi, không thiếu bông đâu. Giờ chỉ còn đợi mẹ chưa view lựa. Đó, mẹ chịu view lựa được nguyên một dãnh bông màu đỏ kìa, đó thấy chưa? Trồng ở chỗ của mẹ phải không? Ô đẹp á. Mua nó bán một từng cái. Từng cái nhưng mà mua nguyên chậu vậy ra đi nó mới đẹp. Nó mới nhiều được. Mẹ chịu view nói trong đây bông đẹp hơn chỗ bên kia các bạn. Mà đẹp hơn thiệt, bông nó tươi hơn. Với nó mẹ nè, mẹ mua một cái này là nguyên một chậu nó luôn là 12 đồng á mẹ. Ừ. Giờ đổi ý rồi phải không? Đổi mấy kia lại đi. Mấy kia nhiêu cái thôi? 5 đồng mấy á. Mấy cái kia một chậu của nó 4 mấy 5 đồng mấy không đó. Quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Trời ơi. Mấy cái này hình như nó mọc lên hàng năm rồi. Mọc phải không? Ủa trời, mua cái này đi đừng mua kia. Bây giờ mẹ bây giờ là những cái bông này nè. Mẹ lấy ra đi. Ừ, chậm. Biết tại sao không? Mấy cái bông này nó mau tàn lắm.
này là cái thành quả hồi nãy giờ mình lựa nè các bạn. Đó, cái này là của mẹ Triệu View lựa, bông dạng thọ. Đó, với một số bông trên đây nữa, quá là đẹp luôn. Tổng cộng hết một xe bông này là nè, là 108 đồng. Quá đẹp, quá đẹp. Cái bông này đẹp nè. Bỏ yên nha. Dạ được nè. Bây giờ chiếc xe này toàn là phân với lại cây không à.